Khi mai vàng, đào thắm khoe sắc, phố phường rộn ràng, cảnh sắc chân vui, lòng người cũng nôn nao niềm mong ước được đoàn viên cùng gia đình trong những ngày giáp Tết. Thế nhưng, cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn khiến cho không ít người không thể thỏa niềm mong ước ấy. 137 trường hợp đến từ nhiều miền quê trong cả nước hiện đang vất vả mưu sinh tại thành phố Pleiku là những khách mời của chương trình Ấm áp mùa xuân do thành đoàn Pleiku và câu lạc bộ Thầy và Trò tổ chức. Sự trộn rộn của những ngày cuối năm, nhất là với những cảnh đời phải tha phương cầu thực, khiến cho chương trình không thể tổ chức lấp lang bài bản. Nhưng dường như chính điều ấy lại càng tôn thêm giá trị cốt lõi của chương trình, là sự nhân văn của tình người và của mong muốn được sẻ chia. Cái này là câu lạc bộ Thầy và Trò đã trăn trở. Tại vì năm nào trong thành phố các địa phương đều làm cho người nghèo rất tốt. Những hộ nghèo, những hộ có danh sách hộ khẩu đều có quà của các doanh nghiệp của địa phương để tặng cho những người trong địa phương của mình. Thì câu lạc bộ cảm thấy, năm nay cảm thấy có những người xa quê lưu lạc từ Bình Định, Nghĩa Bình, Thanh Hóa lên Gia Lai để mưu sinh bán vé số, vé chai. Nhưng mà người ta than là không có hộ khẩu, cho nên là hầu như là không có quà. Cho nên câu lạc bộ Thầy và Trò mới quyết định là cùng với các doanh nghiệp như là các nhà tài trợ và kết hợp với bên thành đoàn thành phố Pleiku cùng các em, và không ngờ lại tất cả đều đồng thuận, rất là vui. Không ngờ thấy những người bà con xa quê lại tập trung, tuy món quà không lớn nhưng mà người ta rất trân trọng, người ta rất là quý, thì nhưng thấy lòng rất là ấm áp. Hôm nay thì rất may mắn được gặp với chủ nhiệm câu lạc bộ Thầy và Trò, và cũng được doanh nghiệp Ngọc Hoa cũng đã tài trợ những xuất quà ý nghĩa. Thì câu lạc bộ Thầy và Trò và thành đoàn Pleiku cũng đã lên ý tưởng là trao tặng những cái phần quà cho các cái gia đình xa quê không về quê ăn Tết. Thì đây là những cái lần đầu tiên chúng tôi làm một cái chương trình như thế này. Thì chúng tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh của thành phố Pleiku ngày càng thân thiện hơn đối với người dân. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng những cái phần quà nhỏ ý nghĩa này sẽ làm thêm cái ấm cúng mùa Tết xa quê đối với những người nghèo. Quê ở Bình Định. Hiện tại đang làm nghề gì ạ? Chạy xe ôm. Dạ. Ông ơi, dịp Tết năm nay ông có về quê không ông? Không về. À, lý do vì sao vậy ạ? Này kẹt quá, kinh tế kẹt quá, không về được. Vậy giờ nếu như những ngày ở lại Pleiku mà không về quê này, với những cái phần quà này thì liệu có giúp cho ông cảm thấy nó... Gọi là tạm qua được mùa xuân, cũng vinh dự được trên nhảy, thì rất cảm ơn. Niềm vinh dự của ông Phương và có lẽ cũng là của tất cả những người xa quê hôm nay cảm nhận được, đó là niềm vinh dự khi được trao tận tay những phần quà ý nghĩa một cách trân trọng. Sự trân trọng đến từ những người tử tế, dành cho những người luôn nỗ lực, chăm chỉ lao động để vươn lên trong cuộc sống. Chắc chắn đó mới là phần quà giá trị hơn rất nhiều mà họ đã nhận được trong những ngày giáp Tết này. Vợ ở Phổ Cát, Cát Thính. Chỉ bình thường mà mọi ngày là cô lên đây là làm nghề gì cô? Cô đi ra chai, có hậu kem, có hậu đâm rứ. Cô nói đó đi rét, không thấy người gì à. Ở dưới quân có việc gì làm hả cho cháu? Có làm ruộng, mang làm ruộng. Cô làm còn đâu có nấu đâu. Cô cảm ơn mạnh quân giúp đỡ cho cô mới bữa Tết. Vợ ở Bình Định, cô mua bán nhôm nhựa, thấy vui mừng. Tự nhiên có gạo, có mì tôm mà có 100 ngàn nữa. Người ta có lòng, nhưng đạo ta cho mình cũng mừng. Cô đỡ đây, cô anh, cô khối đi dỡ gạo cho vợ lên. Còn mì tôm thì cô dỡ đỡ đây nữa, đem cho vợ nữa. Chúc quan Tết vui vẻ nha. Mang theo cảm giác ấm lòng từ chương trình Ấm áp mùa xuân, những cảnh đời xa quê lại tất tả hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp để tranh thủ mưu sinh trong những ngày cận Tết. Vất vả chưa thể nào vơi, nhưng tin rằng niềm tin vào tương lai sẽ được củng cố bởi họ nhận ra rằng không một ai bị bỏ lại phía sau.